Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Điểm nghẽn nhỏ, giáo viên phải chạy việc. Ngày 9 tháng 11, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận, nhìn đâu cũng thấy điểm nghẽn của tác giả nhà giáo Thái Hạo. Thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Xã hội Việt Nam, nhìn đâu cũng thấy điểm nghẽn. Tôi chỉ nói một điểm thôi, cái điểm nhỏ và từ lâu đã bị coi là tiểu tiết, quen thuộc tới mức, dường như đã không ai còn thấy nó là vấn đề nữa cả. Đó là chuyện chạy việc. Hãy hình dung, giáo dục làm sao mà không đổ nát khi giáo viên phải bỏ tiền ra để chạy việc. Ai cũng biết, ai cũng thấy, ai cũng nói về nó, nhưng là với những một tâm lý rất đổi bình thường, như là việc tất yếu. Ít thì dăm chục một trăm, nhiều như thành phố có thể mấy trăm, thậm chí nghe nói còn lên đến tiền tỷ. Vì sao phải chạy? Chạy ai? Ai nhận tiền? Tiền về đâu? Trả lời những câu hỏi ấy sẽ đụng đến điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Từ xin việc đến chạy việc, rồi mua việc, nó lù lù trong xã hội như con voi đứng giữa phòng, nhưng không ai còn thấy giật mình nữa. Thậm chí, nhiều người không còn nhìn thấy con voi nữa, dù nó vẫn đứng đó, và có vẻ ngày càng to béo, phì nộn. Đó là một sự bất thường, phi lý đến cùng cực, nhưng cứ tồn tại, cứ phát triển, cứ điềm nhiên. Nhà giáo hay bất cứ nhà nào cũng thế, một khi đã bỏ tiền ra chạy việc, nghĩa là họ đã đặt xuống chân họ lòng trung thực, tự trọng, tính liêm sĩ. Mua việc thì họ tiếc tiền, chứ đâu tiếc việc nữa, họ bị phụ thuộc và buộc phải đánh mất tư thế nghiêm trang của bản thân. Còn việc hay mất việc, được làm chỗ tốt hay chỗ xấu, chỗ ngon hay chỗ dở, là do người khác ban bản cho. Mua rồi nhưng cũng chẳng có quyền sở hữu suốt đời, nó sẽ bị tước đi nếu có người không vui. Thế là bất an, là lo sợ, là nô lệ. Cái tư cách của một nhà giáo đã mất đi hoàn toàn khi họ xuống tiền, thế thì dạy dỗ ai đây? Sẽ giáo dục điều gì cho học sinh đây? Dân gian tổng kết rằng, khi nhỏ chạy lớp chạy trường, lớn lên chạy điểm, ra trường chạy việc, có việc chạy chỗ, có chỗ chạy thi đua, bỏ vốn ra chạy, tức là đi buôn lậu, buôn lậu thì phải thu hồi vốn, phải có lời. Người ta chỉ còn nghĩ đến tiền và sự an toàn, ai còn nhớ gì tới trách nhiệm và lương tâm? cứ chạy suốt đời như vậy thời gian tâm trí đâu mà làm việc nữa và đây là hình môi trường giáo dục việt nam không còn lành mạnh nói những chuyện to tát tốt thôi nhưng cái nhọt trong bàn tay như chuyện chạy việc mà không lễ đi thì chẳng ai còn làm gì nên cơm cháo nữa cả cả một xã hội giả vờ làm việc giả vờ cống hiến giả vờ tử tế ai cũng biết với ai là giả vờ cả nhưng cứ diễn cứ múa với nhau cứ hô hào cứ khẩu hiệu cứ quyết tâm. Một xã hội chạy việc thì dần dần chỉ còn đa số là những kẻ vô sĩ và dốt nát trong bộ máy, người tài và ngay thẳng ra đi. Sự lụng bại mỗi lúc một sâu, con người là quan trọng, nhưng để có con người cho ra người thì cần một cơ chế, một phương pháp tuyển dụng thật sự khoa học để đảm bảo tính minh bạch và liêm chính, chọn được người giỏi, người tốt, loại bỏ những kẻ kém cỏi cơ hội. Đó cũng là cách căn bản để vực dậy đạo đức xã hội một xã hội công bằng, chỉ người tài giỏi và tử tế là được trọng dụng và phải được sống đàng hoàng thì con người sẽ phải nỗ lực, mà thực học, thực làm phải tốt lên, phải sống cho tử tế lên. Phục sinh, xây dựng, kiến tạo đạo đức và văn hóa không thể bằng giáo điều, nó cần những hành động thực tế, căn cứ trên các phương pháp khoa học. Có thể bắt đầu từ đây, đó là cái câu chuyện nhức nhói trong tuyển dụng con người. Không dễ, vì nó có căn nguyên từ điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn nhưng chẳng lẽ cứ mãi vờ như không thấy để đứng nhìn xã hội mỗi lúc một tan hoang hay sao? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin điểm ngắn nhỏ giáo viên phải chạy việc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Có thể hy vọng đảng sẽ cải cách thể chế hay không? Ngày 9 tháng 11, blog Trần Đông A trên VOA Tiếng Việt bình luận Việt Nam sau bầu cử giả sẽ có cải cách thể chế. Tác giả đặt vấn đề, việc Tổng Bí Thư Tô Lâm vừa trao ghế chủ tịch nước cho Đại tướng Lương Cường có phải để quân bình quyền lực giữa công an và quân đội nhằm đi tới cân bằng tứ trụ hay không? động thái sang sẻ lợi quyền này phải chăng để tạo nên một bộ tứ mới thật sự đoàn kết, có tính chính danh, hay đấy chỉ là lớp vỏ bọc cho mô hình quyền lực tập trung vào cá nhân hoặc một phe phái cụ thể. Tác giả nghiêng về khả năng thứ hai, bởi cân bằng tứ trụ hay lãnh đạo tập thể chỉ là bùa chú cho dân thường, đảng viên yên tâm, chứ thực chất từ ông Hồ đến ông Dũng, từ Trường Chinh đến Lê Đức Anh, các vị ấy đều dẹp nhất thể hóa sang một bên. Dân gian hát động giao, bộ tứ là tự bố, đúng pháp cho các trường hợp ấy. Và đây là hình bài trên blog Trần Đông A VOA. Tác giả phân tích, khi đã làm chủ thành kiếm và lá trắng trong tay, chẳng cần chức tổng bí thư, Lê Đức Anh vẫn làm vua một thỏa. Đối với Tô Lâm, đừng thấy ông trao thanh bảo kiếm cho Lương Cường mà ồn ào rằng Tô Lâm xuống nước. Thực tế, đấy có thể chỉ là một bước đi chiến lược để củng cố quyền lực và mở đường cho những động thái tiếp theo vẫn còn nhiều nước cờ chưa lật và sự nhảy bán chính trị của ông Tô Lâm không nên bị xem nhẹ. Hãy chờ xem, mọi thứ vẫn còn rất nhiều khả năng bất ngờ và phức tạp phía trước. Tác giả cho rằng, dù bức xúc về điểm nghẽn thể chế, nhưng Tô Lâm vẫn không vượt thoát được bóng đè chủ nghĩa bởi ông vẫn không dám phá bỏ các huyết kỳ do mô hình của thể chế độc đảng sinh ra. Đúng ra, Tô Lâm phải khuyến khích quốc hội làm cuộc giải phẫu các thất bại từ các đại hội đảng những năm gần đây để thấu triệt cội nguồn của điểm nghẽn thể chế. Tắc nghẽn của mọi tắc nghẽn chính là mô hình toàn trị và việc đeo bám hệ tư tưởng đi ngược lại với văn minh nhân loại mà ngay cả các trí thức lẫn đảng viên lão thành như cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bình hay giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống và nhiều nhân sĩ trí thức khác từng phê phán. Tác giả đánh giá, ông Tô Lâm né tránh chủ nghĩa Mạc Lenin xem ra đâu phải là sự chuyển biến trong tư duy lãnh đạo Đấy chỉ là tín hiệu mị dân, chứ hoàn toàn không phải là biểu hiện của tầm nhìn cải cách thật sự. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Chỉ khi nào ông Tô Lâm hóa giải được mâu thuẫn ngày càng gây gắt giữa dân chủ hóa và chế độ toàn trị thì mới có hy vọng cải cách thể chế. Sự thay đổi thể chế chỉ có thể thực hiện nếu hệ thống chính trị cho phép sự tham gia thật sự của dân chúng với những tiếng nói phản biện lành mạnh. Tuy nhiên, tác giả nhận định, Nghị định lập hội 126 vừa được ban hành lại tăng cường hạn chế các tổ chức xã hội dân sự, tạo thêm những rào cản cho các tiếng nói độc lập. Ngoài ra, hội chứng kẻ thù vẫn ám ảnh ông Tô Lâm khi ông cho rằng các thế lực thù địch, phản động, luôn triệt để lợi dụng quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật để tác động, hướng lái, thậm chí chống phá, xác định đây là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để chuyển hóa chính trị của Việt Nam. Tác giả kết luận, lựa chọn cải cách hay tiếp tục theo con đường độc tài tương lai phụ thuộc vào việc Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tiến hành đổi mới toàn diện để con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu hướng chung của thế giới và nền văn minh nhân loại, như phát biểu của chính ông Tô Lâm. Một chính thể bị vũ trang hóa cao độ, thiếu hẳn các khuôn mặt kỹ trị sẽ thật khó hứa hẹn cải cách và đổi mới. Khi đảng không thể chứng minh được khả năng thay đổi, nguy cơ về sự mất niềm tin sẽ ngày càng tăng cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự tồn tại của đảng, mà còn tạo ra những bất ổn trong xã hội. Và đến lúc ấy, quyền lực của đảng chỉ còn dựa trên sức mạnh và sự kiểm soát của những thanh kiếm và lá chắn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Có thể hy vọng đảng sẽ cải cách thể chế hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới